Giới thứ hai của thiện tâm là không giết người, không tự tử, không sát sanh, không hại vật, không phá thai, nên ăn chay hoặc tam tịnh nhục. Không giết người là với mình đừng tưởng là mình người này giết người này, hay là bác này lụi bác này, không có. Giết người có nghĩa là đập con ruồi cũng là giết người á, đập con kiến cũng là giết một mạng người. Cho nên trong thiên tâm nó có cái câu người thụ dạy á, tuần chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Nghĩa là mình vô tình trên cái gót giày của mình, trên cái đế giày của mình, mỗi một ngày mình đã dậm lên biết bao nhiêu chúng sanh ở dưới chân, dưới đế giày của mình tan nát là tán kỳ hình đó, thì mình độ cho nó luôn. Vừa giết nó vừa độ nó. Nó thật, đừng con nói là mỗi ngày mấy con không có giết ai à, bảo đảm có, đừng chối, có không? À, đừng có nói là không biết không có tội. Hôm nay mình biết rồi thì mình phải sửa tâm từ bi. Thấy một con vật ở ngoài đường bị xe cán cũng phải niệm Phật cho nó. Đi ngang cái nghĩa địa phải chắp cái tay chào người ta. Cả triệu người đang, cả triệu cặp mắt đang ngó mình á, mấy con đâu có thấy. Mỗi bữa chiều á, nó ngồi trước chỗ cái tấm bảng thì cũng thấy hoài. Nó ngồi nó chơi nó ngó, ma nó ngó người chạy xe qua lại tại nghĩa địa ngay ngã tư xe nhiều lắm. Nó coi mình như là vui của nó vậy á. Tại nó buồn lắm, đâu có chuyện gì làm đâu. Cả chiều mặt trời vừa xuống là nó lên đầy. Cho nên mỗi lần sư phụ đi về á, sư phụ không có sợ ma, mà sợ nó cứ thấy ánh sáng nó bù theo rồi cái mấy đứa nhỏ cái bên á. Sư phụ đi đường khác không à. Thì ra mỗi lần mấy con ngang nghĩa địa đó phải xá, mong các chư vị sớm gì với Chúa. Đa số họ là người ngoại quốc đúng không? Thì sáng nào có đọc kinh không có đọc kinh, gán thuộc lộng câu đó để mình tránh cái tội giết người á. Đi vô nhà hàng tiệc tùng, đám cưới đám giỗ, người bạn của mình nó không có giới luật, nó không có đạo thiên tâm, cũng nó không có đạo Phật, nó không có dự, nó không biết đạo là gì đi, gọi là không có đạo, thì nó thích ăn cá lội tươi để ngon, thích ăn tôm hùm út, nhưng mình đừng cản, tại vì cái sự giao hảo, cái sự hòa đồng là quan trọng. Mình đừng có để cho người ta nhìn mình là lên lớp họ, nhưng khi họ kêu ra cái quan trọng, ví dụ họ làm cái gì ta, tôm xào gừng, thì mấy con chỉ ăn gừng thôi, đừng ăn cái tôm, thấy không? Cái nó hỏi, ủa sao mày ăn gừng không vậy? Ồ gừng bữa nay ngon rồi, tôi ăn tôm tôi ngán rồi. Cái mấy con đừng nói là ồ tôi ăn nó tôi bị tội, cũng là hư bột hư đường á. Mình phải thích ứng, đạo thiên tâm là phải thích ứng. Ở trên món thiếu gì, cái tệ nhất là cũng phải có cơm trắng, chai nước tương với ớt rồi á. Mà con đừng lâu lâu quá nó không để ý, mình phải nhìn nó không để ý, mình đã bồm gắt, nó tưởng đâu mình ăn, nhưng mà thật sự ăn hay không tự mình biết nha. Cái hụ đi tiệc tùng quá trời luôn, mỗi tuần mấy con không biết ở dynasty á, cái đi với mấy đại gia không à, thì mấy đại gia làm sao là mấy con tự hiểu rồi đó. Rót rượu chơi luôn, cái hụ cũng để đó, rượu mạnh để đó luôn, nước ngọt để luôn, trà để luôn, cái gì cũng đồ mặn kêu ra để trước mặt sư phụ, tức là họ tốt với mình nữa, sư phụ cũng bình thường. Cái quan trọng cuối cùng sư phụ đứng dậy chỉ uống nước lạnh với nước trà thôi, giả bộ vô nhấp cái, nhấp môi đâu sao đâu, nó đâu biết. Cứ thế mà làm, có chấp đây là đâu, vừa được hòa khí đúng không? Thì đó là thiên tâm, là chỗ đó. Chứ không phải mình cao kiểu mình nói tôi không uống rượu, tôi không uống bia, mình cứ kêu thoải mái giống người ta. Còn mình mà không kêu á, người ta không dám kêu, thì lúc đó đó cái chuyện mà mình uống độ ta cũng khó lắm á. Mấy con có nghe cái chuyện mà mấy người đi chài lưới một cái làng chài sát sanh khủng khiếp, một vị Bồ Tát phải đo, phải hóa ra một người tài công thiền trưởng á,
cũng đi bắt cá cũng ăn như họ, rồi từ từ nói chuyện đạo cho họ nghe, họ bớt đi. Chứ còn nếu không, con không giống vậy, con không có thể nói được. Cái phụ độ biết bao nhiêu đại gia chưa từng biết cầm cây nhang mà hôm nay á cầm á, là nhờ vậy đó. À, thôi chỉ những cái đó, vô gia đình cũng vậy, bạn bè cũng vậy, bất đê cũng vậy, họ làm gì làm, đừng bao giờ cản, đừng bao giờ lên lớp ai, đừng bao giờ nói mình hay hơn. Mình mới học có một chút, chưa chắc là hôm nay họ chưa ngộ, chưa biết là họ dở hơn mình. Họ mà ngộ rồi á, họ hơn mấy con xa chừng luôn á. Đó là chừng nói dạng uống thôi, không tự tử. Dĩ nhiên là mình không có phá thai, không tự tử. Những người, người ta không có một cái gia đình họ thiên, người ta không có biết cõi tâm linh, không biết cõi trời, không biết Phật. Đến khi họ đến đường cùng á, họ có thể tự tử. Tự tử là không có đầu thai được. Tự tử bắt buộc là bị đọa liền á. Cha mẹ cho mình xác phàm để đi học, chứ không phải cho mình xác phàm để đi tự mình giết mình. Bất cứ lý do gì cũng không được tự tử. Tại vì cái thần hồn lúc nào cũng muốn kéo theo giây phút nào của dương trần, dương gian thì họ kéo theo. Mình không có quyền đó. Mình đừng có diện lý do là tội nghiệp, mình đừng có diện lý do là đau đớn. Đau đã đau rồi, tội. Nhưng mình phải cho cái thần hồn của người bạn mình, cha mình, anh mình, em mình, mình chỉ khuyên gán niệm Phật, mình chỉ khuyên gán về trời. Trong giây phút đó là mình chỉ nói được vậy thôi. Thế mình đừng có nghe lời mấy anh bác sĩ. Đa số những cái nhà thương ở đây á, nó muốn rút sớm chị biết không, để bớt tốn tiền chính phủ á, không biết không. Thôi con không tin á, con không có mê, không bảo hiểm, còn vô nhà thương đi. Nó muốn mình chết sớm á. Mỗi nhà thương á, nó cố tình á, nhiều lắm á, để bớt cái chi phí chính phủ á. Nhiên phá thai, cạm nên phá thai. Người nào lỡ phá thai thì hôm nay cũng sám hối rồi, độ cho đứa baby đó nó hiểu đạo thì nó không có theo phá mình. Nó không theo phá là mấy con hư cả đời. Giàu không giàu, nghèo không nghèo, muốn lấy chồng cũng khó, muốn lấy vợ cũng khó.